là chúng ta đã quay trở lại với không gian quen thuộc của Đẹp Hơn Mỗi Ngày. Tâm nghe có một số các bạn khán giả nói rằng hình như là phần tái chế này thì chỉ phù hợp với những bạn nữ thôi. Nhưng mà các bạn nam ơi, các bạn yên tâm nhé. Tâm tin chắc rằng với những hướng dẫn vô cùng đơn giản của Đông Phong ngày hôm nay thì các bạn cũng có thể tự mình tạo ra những món đồ vô cùng cá tính mà không hề khó khăn chút nào. Không tin á? Vậy thì cùng hỏi stylist xem sao nhé. Các bạn yên tâm, bởi vì hôm nay Đông Phong sẽ giới thiệu với các bạn không chỉ một mà là hai cách để tự thực hiện những món đồ thời trang cực kỳ độc đáo và khác lạ cho các bạn, đặc biệt là phù hợp với những người thích đi du lịch bụi nữa đấy. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Và các bạn nữ ơi, các bạn cũng thử xem xét xem sao, biết đâu chúng ta có thể áp dụng được những sáng tạo này cho bản thân mình. Đầu tiên thì ngày hôm nay Phong sẽ hướng dẫn cho Tâm cùng các bạn khán giả tái chế một chiếc áo thun cũ đơn giản như thế này thành một chiếc áo sát nách phù hợp cho những chuyến du lịch của các bạn. Vậy thì nguyên liệu không thể thiếu của chúng ta sẽ là một chiếc áo thun cũ cổ tròn và có tay như thế này đúng không nào? Đúng rồi, và chúng ta vẫn phải cần thêm kim chỉ cũng như là một chiếc máy may nếu như các bạn có điều kiện đấy. Vậy thì bước tiếp theo sẽ là bước gì đây? Bắt tay vào làm thôi. Chúng ta sẽ tiến hành cắt rời hai phần tay áo ra khỏi chiếc áo như thế này. Và các bạn lưu ý khi cắt nhớ chừa lại khoảng 1cm nhé. Vậy còn hai phần tay áo rồi thì chúng ta sẽ vứt đi đúng không nào? Không Tâm ơi, chúng ta sẽ tận dụng phần lai áo này để cắt trang trí lên trên phần vai áo của chiếc áo vừa cắt đấy. Vậy là chúng ta sẽ tận dụng hai phần lai áo này để trang trí lên phần vai áo đúng không nào? Đúng rồi. Thì để Tâm cắt cho nhé. Vậy là Tâm đã cắt xong hai phần lai áo rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành may cố định phần lai áo vừa cắt lên phần vai áo như thế này. Là các bạn chú ý nhé, là cái điểm chính giữa của phần lai áo sẽ may sát với đỉnh vai của chiếc áo này. Chắc là Tâm giúp Phong nha. Vậy thì Tâm sẽ trở tay may vá ngay đây. Thực hiện tương tự với tay đối diện thì chúng ta sẽ hoàn thành xong chiếc áo sát nách và đây là thành phẩm. Đúng là chiếc áo sát nách ngày bây giờ trông đã mới mẻ hơn và rất là phù hợp cho việc đi du lịch đúng không nào? Vậy thì tiếp theo đây thì Đông Phong sẽ hướng dẫn các bạn tái chế món đồ nào nữa đây? Tiếp theo thì Phong sẽ hướng dẫn cho Tâm cùng các bạn khán giả thực hiện một món đồ tái chế cũng vô cùng thú vị. Đó là một chiếc khăn đa năng vô cùng phù hợp với những người thích đi du lịch đấy. Để thực hiện chiếc khăn đa năng này thì chúng ta cần những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là một miếng vải thun kích cỡ 30x30cm. Tiếp theo chúng ta cần màu acrylic và cọ. Thế còn miếng giấy với những hình tròn nhỏ thế này là sao hả Phong? Chút xíu nữa thì chúng ta sẽ dùng miếng giấy này để vẽ những hình tròn lên trên miếng vải đấy. Có nghĩa là nếu như chúng ta thích hình tam giác này, hình trái tim hay là hình ngôi sao thì chúng ta đều có thể vẽ lên đây đúng không nào? Tất nhiên rồi. Và chắc chắn là không thể thiếu đó chính là kim chỉ đúng không? Vậy thì bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Bước tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng miếng giấy này và màu acrylic để vẽ những ô tròn lên trên miếng vải. Vậy là sau khi đợi cho những chấm bi của chúng ta khô thì chúng ta sẽ gập đôi miếng vải và may nối lại. Kết quả là chúng ta sẽ được một chiếc khăn hình ống như thế này đây. Và như vậy thì chiếc khăn đa năng của chúng ta đã hoàn thành rồi. Nó có rất nhiều công dụng đấy Tâm biết không? Chúng ta để buộc ở cổ tay này, ở đầu này, ở cổ này. Và nếu muốn biết chi tiết hơn hãy cùng xem người mẫu minh họa nhé. Với những cách tự làm phụ kiện và tái chế trang phục cực đơn giản từ những món đồ trong tủ quần áo của các bạn nam cũng có thể hoàn toàn tạo cho mình những món đồ tái chế rất riêng và độc đáo đấy. Và chúng đang sẵn sàng cho những chuyến du lịch rồi.
Với chuyên đề là trang phục nam ngày hôm nay và đặc biệt là thời trang du lịch thì Tâm tin chắc rằng các bạn nam của chúng ta đã học hỏi được những bí quyết cũng như những cách tái chế hữu dụng vô cùng đơn giản phải không nào? Các bạn ơi, các bạn nhớ đón xem Đẹp Hơn Mỗi Ngày phát sóng lúc 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trên Nhan TV để cùng đồng hành với Tâm và Starlit nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.